Kể cho các bạn nghe là ngày hôm qua Vàng vừa mới coi lại tập Giáng sinh đó các bạn. Xong rồi cái Vàng coi cái lúc mà Vàng bị cái anh bỏ ở ngoài á, xong rồi Vàng không vô được nhà, xong Vàng phải đốt những que diêm giống cô bé bán diêm á các bạn. Xong rồi các bạn tự nhiên tò mò, ủa chị không biết thật ra cô bé bán diêm phiên bản gốc như thế nào, và Vàng đã tìm hiểu. Ngày hôm nay Vàng sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện cô bé bán diêm. Và câu chuyện bắt đầu như sau. Và buổi đêm Giáng sinh ngày ấy, bên ngoài những bông tuyết cứ triền miên rơi mãi không ngừng. Trời, kể tới đây các bạn phải suy nghĩ đi. Chưa bao giờ mà bạn thấy ở nhà bạn có tuyết hết á. Mà một khi mà đã có tuyết thì chắc là trời lạnh lắm các bạn ha. Những cơn gió lạnh thấu xương. Có một cô bé với đôi chân trần, không bao giờ sao mà chịu nổi. Chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt, trên tay ôm một bao giấy, bên trong là những hộp chiên còn mới cứng để bán. Ở trên phố mọi người đều đang hối hả, nhưng chân để có thể trở về với ngôi nhà ấm áp của mình trong đêm Giáng sinh. Và đương nhiên chẳng có ai dành chút thời gian nào cũng chỉ ước một điều nhỏ nhoi thôi, đó là được về nhà, được cuộn mình trong những góc nhỏ của chiếc giường cũ nát. Cô bé muốn được ngủ một giấc dài cho đến tận sáng để có thể bỏ quên đi cái lạnh và cái đói trong bao phủ nữa. Tuy nhiên thì khi nhớ về những trận đòn roi của người cha của mình thì cô bé thì sợ hãi rùng mình, bởi vì nếu như cô không bán hết những bao diêm, không có tiền để đem về nhà thì sẽ bị cha đánh những đòn roi rất là đau đớn. Đây là một cô bé rất đáng thương đúng không các bạn? Nghĩ tới đây cô lại cất bước, những bước chân nặng nhọc trên phố vắng. Đi một quãng thì cô bé khựng người và ngắm nhìn những ngôi nhà, bởi vì trong những ngôi nhà ấy tỏa ra được một thứ không khí mà cô có ao ước cũng chẳng có được, đó là sự ấm cúng và tình yêu thương. Ở trong mỗi ngôi nhà ấy đều có một cây thông Noel được trang trí lộng lẫy với những món bánh thơm lừng, giống như là bánh của em vàng là vậy các bạn. Và trong những khung cảnh ấy còn có những điều khiến cô bé nhớ lại về những tháng ngày trước kia, khi mà người bà yêu quý và hiền từ của em vẫn còn sống. Khi ấy và mỗi dịp Giáng sinh, cô bé lại vui vẻ quay quần với cả gia đình mình ở nhà và đón Giáng sinh. Trong nhà cũng có bánh thơ, cũng có ngỗng quay và có cả quả ngọt nữa. Và cuối cùng thì giữa một con nhà rét buốt mà cô bé lại có rất nhiều hộp diêm, cô bé đã đưa ra một quyết định vô cùng liều lĩnh, đó chính là lấy ra một hộp diêm và lấy que diêm ra quẹt thử. Cô bé vội vàng giơ bàn tay của mình vòng quanh que diêm đang rực cháy. Wow, ngọn lửa nhỏ có hơi ấm tuyệt vời trong một đêm đông vốn dĩ đã quá rét buốt rồi đó các bạn. Em có cảm giác như mình đang ngồi trước một chiếc lò sưởi cháy rực vô cùng ấm áp. Em vừa duỗi đôi chân ra định sưởi ấm ở trong chiếc lò sưởi ấy thì bỗng nhiên que diêm vụt tắt và chiếc lò sưởi cũng biến mất. Và em nhận ra mình vẫn đang ở giữa đất trời với tuyết, với những cơn gió lạnh, với sự tủi thân và những manh áo rất là mỏng manh, và que diêm thì đã tàn ở trên tay rồi. Cô bé đánh liều quẹt thêm một que diêm nữa, que diêm thứ hai lại bùng cháy á các bạn. Các bạn biết lần này cô bé thấy gì không? Đó là bức tường ở bên cạnh của cô tự nhiên biến thành tấm rèm vải màng. Cô có thể nhìn thấy mọi thứ ở trong nhà. Wow, ở trên bàn ăn đầy những món ăn ngon. Có một con ngỗng quay thơm ơi là thơm luôn.
Đột nhiên, quang diêm này cũng vụt tắt và những tấm rèm mà em nhìn thấy lại nhanh chóng trở thành những bức tường vô chơi vô giác và lạnh ngắt. Màn đêm vẫn buông xuống dày đặc, tuyết phủ ngày một dày thêm. Và thực tế cuối cùng thì cô bé chẳng có gì trong tay ngoài tuyết, những đợt gió lạnh cả. Tất cả đều là ảo ảnh do em tưởng tượng ra mà thôi. Cô bé đánh liệu rút thêm một cây que diêm khác ra để quẹt. Que diêm lần này bốc cháy rực rỡ. Đột nhiên cô bé nhìn thấy trước mắt có một cây thông Noel lớn vô cùng luôn các bạn. Ở xung quanh cây thông là vô số những món đồ trang trí rất là đẹp, giống như là ông già Noel đã cho vàng hồi Giáng sinh năm nay vậy á. Và em liền đưa tay ra chạm vào phía cây thông. Và rồi khi em còn chưa kịp chạm tới cây thông thì que diêm đã vụt tắt một lần nữa. Tất cả đèn nháy nến đều hóa thành những ngôi sao bay lên bầu trời cao mà thôi. Em tiếp tục quẹt thêm một que diêm khác. Khi ánh sáng từ que diêm lan tỏa khắp không gian thì em lại cho thấy. Các bạn có biết lần này cô bé bán diêm có trông thấy gì không? Cô bé bán diêm đã trông thấy bà nội hiện ra rõ ràng với nụ cười rất hiền từ, giống như khi bà chưa mất. Cô bé vô cùng mừng rỡ. Đây có lẽ là điều mà cô bé ao ước nhất trong dịp Giáng sinh lần này. Hơn cả đồ ăn ngon, hơn cả lửa ấm, cô bé chỉ mong được nhìn thấy và ôm lấy người bà của mình để cảm nhận tình thương mà bà dành cho mình thôi. Cô bé liền reo lên: "Bà ơi bà hãy cho cháu nghe với. Cháu biết là khi que diêm này tắt thì bà cũng sẽ biến mất giống như là sưởi, nhưng ngỗng quay và cả cây thông Noel lúc trước nữa. Nhưng cháu cầu xin bà đừng bỏ lại cháu ở nơi này. Trước kia khi bà còn sống, cháu và bà đã vui vẻ biết nhường nào. Bà cũng từng nói với cháu là nếu như cháu ngoan thì một ngày nào đó bà sẽ về gặp cháu. Bà ơi bà, cháu rất muốn được đi theo bà." Và que diêm cuối cùng nghe những lời thì thầm của em bé nhưng rồi cũng phải cháy rụi và ngọn lửa cũng dần tắt. Ảo ảnh về bà của cô bé trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo cũng dần dần biến mất. Cô bé vội vàng lôi hết số diêm của mình ra quẹt. Cô chỉ muốn níu cái hình ảnh của người bà mà thôi. Bà hiển nhiên cười hiền hậu, chúng ta nắm lấy đôi tay gầy gò của em. Rồi bà dắt cô bé bay về trời cao. Nên không có những trận lòng kinh người mỗi khi cô bé chẳng bán hết diêm nữa. Cũng không có cái đó rét lạnh giá. Họ cùng nhau bay về thiên đàng và ở bên cạnh thượng đế. Buổi sáng ngày hôm sau, bên ngoài vẫn phủ kín bằng một tầng tuyết dày. Những tia nắng mặt trời xuất hiện và một bầu trời cao xanh ngắt một màu. Tất cả mọi người đều vui vẻ mở cửa ra khỏi ngôi nhà ấm áp của mình. Và cũng trong buổi sáng ấy, người ta nhìn thấy ở trong góc tường nhỏ nơi có một cô bé bán diêm ngồi ở đó. Đôi má em ửng hồng, đôi môi em thì mang một nụ cười rất hạnh phúc. Và em đã chết. Em chết vì đói, em chết vì lạnh, em chết ngay trong đêm Giáng sinh. Cô bé ấy ngồi giữa một đống bao diêm, còn có một bao diêm đã đốt hết. Tất cả mọi người đều kháo rằng có lẽ con bé muốn được sưởi ấm lắm. Nghe xong câu chuyện này tự nhiên vàng buồn quá các bạn ơi. Thì ra là cô bé bán diêm đã đi theo người bà của mình, bởi vì cô bé bán diêm đã chết rồi. Nhưng mà có lẽ đó sẽ là nơi mà cô bé bán diêm tìm thấy sự hạnh phúc các bạn ha. Chứ nếu không mà ở với lại tuyết dày đặc và bị trộn đòn ro như vậy á thì chắc là sẽ đau đớn lắm và không muốn bị đánh đòn như vậy đâu. Thì ra là câu chuyện cô bé bán diêm á là khi nghe kể xong mới lại mang đến cho người ta một cảm giác buồn như vậy. Nhưng mà mình càng phải biết trân trọng hơn những gì mà mình đang có các bạn. Ở ngoài kia còn rất nhiều những bạn nhỏ không có được đồ ăn ngon, quần áo đẹp, không được đi học giống như chúng ta đâu. Vì vậy chúng ta phải cố gắng hết sức học thật giỏi nghe lời ba mẹ nha các bạn. Lần sau ngài sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện thú vị hơn nữa. Á, mà còn lần này á thì ngài vẫn phải đố các bạn một câu hỏi gì đó chứ ha. Để coi.
câu hỏi mà bà dành cho các bạn là: ở lần thứ hai mà cô bé bán gì đốt que diêm thì cô bé bán gì đã thấy điều gì? Các bạn hãy nhanh chóng comment ở bên dưới nha. Bạn nào may mắn nhất vẫn sẽ nhận được một phần quà đến từ Vàng Dễ Thương. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.